con của người ta mà bây đi giật gì rồi bây giờ bây đi khai thác, bây lợi dụng hết trường hợp này đến trường hợp khác, hết chiêu trò này đến chiêu trò khác. Của sao sống mà cực kỳ quý bà con, nói với bọn này nó thật sự nó săn lên. Con người ta đâu mà để cho thằng Lâm Tứ đi về để làm má làm mồi gì nó đấy, vài bữa nữa xuống tính à, thì riêng cái đấy thôi là con biết chim sao có đâu hay không rồi đó. Đó à, mày thương lắm mày Út Lợn à, mày thương lắm sao mày không bỏ tiền ra, tiền của chim sâu đấy mày bỏ ra mà chở đi chứ. Nhà của anh nuôi đã có xe 7 chỗ, xe của nó trời ơi, bây giờ đem xe 7 chỗ ra chở đi à, thương nó mà, thương nó thì lo cho nó đi chứ. Bây giờ bay bay lên cộng đồng mạng bay la làng để được chi, bay la làng không được một cái chi cả mà bay bị chữ thôi à, bay càng la là bay càng chữ, càng bị chữ à. Bay thương chi mà tình thương của bay thấy sai sai đó, thấy bay dành những tình thương thấy là có sự ma mị quá trời luôn à, thương con người ta phải chăm sóc con người ta giống như con của mình mới thương. Đằng này thương cái chi mà mày không chở đi bệnh viện mà mày lên cộng đồng mạng mày la làng la xóm. Ở đây là gọi là đi ăn xin, đi ăn mày à, chứ không phải là chim sâu đau yếu bệnh tật. Đó rồi nói con chị nuôi gửi tiền về để mà lo chim sâu đi chứ, hiểu không? Tôi xem trong cái này chưa có nghe mà chị nuôi không để chị gửi tiền cho em đi khám, đúng không? À, mà toàn nói toàn chuyện dơ dơ không à, bây giờ mà nó tính đường là mua cái đèn đèn nháy về để chơi tết. À, hình như một sợi 30 ngàn, một sợi 60 ngàn hay sao à, nó cho hình như 90 ngàn ấy rồi cái rồi xong đó. Thì mày thương chim sâu xem sao là em của mày, thì bây giờ mày chữ thằng Lâm Tứ đây, tại sao vợ mày đâu đó mà không chở đi bệnh viện khám à, mày lúc đấy mới là cái thể hiện trách nhiệm của một người chị chứ. Mày chị chi mà chị ba dơ vậy à, đây là một trong những cái màn diễn à, điện về để kể tung người hứng à, đó mới là hợp cả. Chứ còn nó thật sự Lâm Tứ nó không có đủ trình diễn trong cái trò chơi này. Lâm Tứ không có đủ trình, mà chỉ có con chị nuôi đó nó mới đủ cái khả năng, nó mới diễn chung với con Út Lợn. Do cái sự lưu manh nó tương đồng, nó mới diễn được trong cái vấn đề chim sâu đâu à, còn con người ta đâu là bay phải chở tới bệnh viện, chứ không phải con người ta đâu là bay lên phim lên ảnh bay quảng cáo đâu nha à. Bây đang có cái dấu hiệu nếu như mà chim sâu nó ngã ngứa ra đấy mà nó mất á, đó, thì bây đang có cái dấu hiệu nặng đấy. À, bây thấy người ta đang nằm trong cái cơn nguy kịch mà bây phó mạch, bây làm ngơ, bây còn quay phim để bây kêu gọi. Đây là một cái sự mà tàn ác của con Út Lợn. Ngày xưa bà con biết là nó dẫn con Út, cô bé mà cái như là Út Chi mà cái như là vợ của ông U 60 đó, quên tra cái tên rồi à, con người ta mà nó dẫn đi quay phim, bây giờ là ông Tám đang quản lý con đấy. Đấy, nó dẫn con người ta đi quay phim là từ đầu này đến đầu kia, con bé mà nó ngất đi ở trên đường đi, nó cũng không chở đi cấp cứu mà nó đứng nó còn live stream à, nó đứng nó còn live stream đây đồ tất cả mọi cái, nạn quá người ta chữ quá rồi nó mới là thuê xe chở đi. Đấy là con Út Lợn đã từng làm ở dưới Bé Hiền, đúng rồi, có Bé Hiền. Út Lợn đã từng làm dưới Bé Hiền một cách là vô nhân tính à, thấy con người ta đang gọi là ngất tại chỗ mà nó không chở đi bệnh viện, mà nó còn kể như là đứng nó livestream, đứng livestream rồi khi người ta thấy cái nó livestream rồi người ta điện thoại tới cho ông Tám, rồi cái người, ông Tám ông mới điện qua rồi nó mới tách livestream, nó mới chở con người ta bệnh viện. Đó, và bây giờ trường hợp chim sâu nó cũng lặp lại bài cũ. Trường hợp chim sâu nó cũng lặp lại y xì cái bài Bé Hiền ngày xưa à, bây giờ chim sâu đâu đâu thật giả ở đây tôi chưa biết, nhưng cái hành vi của cái bọn này à, nó đang cố tình quay lên để mà chài mồi thêm được chút nào hay chút nấy à. Chứ nó đâu có cái lương tri, nó đâu có lương tâm, đâu có tình người. Nó có những cái mà như tôi nói vừa rồi đó, thì những ngày vừa qua nó chở chim sâu đi khám rồi, biết chim sâu bệnh gì rồi à, mà giả sử bà năm gỡ, bà muốn gỡ tiền gì thì bà cũng phải biết chim sâu là bệnh chi bà mới gỡ, gỡ thuốc gỡ đồ chứ. Ở đằng này không biết bệnh chi mà nó để cô năm gỡ thuốc gì à? Bà dài tay giữ bà biết ở đâu gì mà gỡ thuốc gì bà năm gỡ à? Bà có biết đâu gì không mà bà gỡ thuốc gì à? Có nghĩa tôi nói quý bà con đó
cũng dặn nó thật sự với con nói một câu là buồn chịu với u mê cả lũ, xem tính mạng con người ta như cỏ rác, không biết con người ta đâu chi cũng gỡ thuốc gì. Mà ở tại đây là có con út lợn, có thằng Long Tứ mà không chở con người ta đi khám, mà cứ quay phim đưa lên mục đích chi, đưa lên để ăn mày, đưa lên để mồi chài Mạnh Thường Quân. Chứ mày đâu tử tế gì đâu đó út lợn, đập kỹ quá đúng không, đập đúng y xì luôn đó không. Sống phẩm tự nhiên quay phim chạy bánh ngọt kìa trời. Bà con thấy không, nó đang quay phim chim sâu mà chim sâu nó bỏ đi chỗ khác, nó bỏ đi chỗ khác thì nó mới kêu chim sâu lại. Ở tại tự nhiên đang quay phim ấy, mà bỏ đi qua đấy ngồi là chim sâu nó chạy tới liền, nó chạy tới chứ không phải nó đi tới nha, có nghĩa là chim sâu không có bị bệnh. Nó chạy tới một lợn kêu một cái liền, sau nó xà qua nó chạy tới liền. Bà con xem cái clip đấy, bà con để thì tôi hỏi quý bà con, một người mà đeo quằn quại như chim sâu mà qua cái lời mô tả chi tiết của con út lợn thì chim sâu có còn chạy nổi hay không? Nhưng mà út lợn kêu một cái phụng đang quay phim mà đi qua đấy ngồi hài trời, bắt đầu là chim sâu là từ bên kia nó phóng qua bên đây, là nó thật sự chưa đầy cái như là 2 giây phóng qua liền. Thì tôi hỏi quý bà con, 2-3 lần như vậy đâu phải một lần đâu, một đứa bị bệnh một đứa đi không nổi thì nó có đủ sức mà nó đi nhiều lần như vậy hay không, nó phóng qua phóng lại liên tục như vậy hay không? Đây là một cái trò diễn, đây là một trong những cái sự lưu manh của út lợn. Nó lưu manh ở đây tôi nói hai vấn đề luôn. Cái vấn đề thứ nhất, nếu như chim sâu đeo bệnh mà nó kéo rơ tới ngày hôm nay không chở con người ta đi viện, đây là một cái sự lưu manh khốn nạn. Cái lưu manh thứ hai mà tôi đang nói, cái khía cạnh thứ hai có nghĩa là đem chim sâu ra để dàn dựng để mà moi tiền Mạnh Thường Quân. Chim sâu không đau yếu bệnh tật mà nó đẩy lên là chim sâu đang bị bệnh nặng, chim sâu đang bị bệnh này bệnh nọ bệnh kia. Nó quá rõ ràng trong thức phim, bà con để ý đi, trong quá trình nó quay chim sâu là từ bàn này từ ghế này nó phóng qua cái kia, từ cái kia nó phóng qua cái nọ, như là nói thật sự với bà con, nó phóng như một con sóc như vậy, bảo rằng chim sâu đang bị đau thần kinh tọa khủng khiếp ha. Tôi đâu thần kinh tọa đi mà nó thật sự vừa đi vừa xoa chứ đừng ngồi đó, cái chuyện đâu thần kinh tọa mà phóng như tên đó mà đâu thần kinh tọa. Bây giờ bởi vậy nghe nghe Long nói cô Năm tính gửi thuốc về cho nó khỏi đi khám. Bà con thấy bất nhân không? Bây không biết chim sâu đâu cái chi mà cô Năm gỡ thuốc gì à? Bộ bà Năm gỡ, bà ở bên Mỹ bà biết nó đâu cái chi quý bà con. Đâu chi biết đâu chi gỡ gì à? Chứ bây giờ không đâu không biết đâu chi mà chờ bà Năm gỡ gì à? Rồi bà gỡ thuốc về giả sử nó không có hợp với căn bệnh thì sao? Hay là gửi về toàn loại giảm đau mà chờ bà gửi thuốc về đó, tôi nói quý bà con, từ Mỹ mà gửi hàng về Việt Nam thì ít ra nó cũng mất một tuần, ít ra cũng mất một tuần mới nhận được. Mà những vùng sâu vùng xa đó thì nó cũng phải là từ 10 ngày trở lên mới nhận được. Mà con của người ta đâu yếu bệnh tật mà nó chơi cái đường đấy là nói chung bọn này nó quá khốn nạn, bọn này nó quá gọi là bất nhân, đúng không quý vị? Nó bất nhân nó mới chờ bà Năm gỡ thuốc gì à chứ. Còn nếu nó là một con người mà đạo đức mà thương người thật sự thì nó phải chở chim sâu đi tới bệnh viện gần nhất để khám như thế nào. Chứng tỏ rằng trong câu chuyện này chim sâu không có bị bệnh. Chim sâu chẳng có bị bệnh chi. Bệnh mà chờ người ta gửi thuốc từ Mỹ gì à? Bệnh mà từ cái ghế này nó thấp qua ghế kia mà bảo rằng chim sâu bệnh. Tất cả mọi cái đây là một trong những cái trò mà út lợn đang kiếm ăn trong hình ảnh chim sâu thông qua cái vấn đề là chim sâu đang bệnh tật. Bây giờ tàu lao bữa thì đi vại đùi, bữa nay ngồi vỗ lưng hoài vậy kìa. Đấy bà con ha, khi mà bà con nghe út lợn nói bữa đi vại đùi bây giờ là ngồi vỗ lưng quá trời quá đất thì chim sâu nó lại tiếp tục nó vỗ bạch bạch nữa. Cái lời nói của út Hà vừa dứt là chim sâu nó lại vỗ cái lưng của nó, đúng không? Bữa thì bại đùi bây giờ là vỗ cái lưng. Mà xin thưa quý bà con nghe tôi nói bây giờ đó, mà chim sâu nó thật sự cái người của nó bây giờ chưa được 30 cân mà cỡ Long Tứ nó đì lên hàng ngày đấy, mà không gãy xương sống mới lạ, gãy xương sống chuyện bình thường.
Nhưng trong trường hợp đây nó thật sự với con chưa gãy sống đâu à, chưa có đau yếu đến mức mà cái lên cộng đồng mạng cái quay phim quay đồ mãi vậy đâu, đau đến bệnh viện chứ không phải đau là ngồi đó quay phim à, quay phim lia lịa luôn. Út Lợn nói vừa dứt câu là chim sâu cái là đập cái lưng cái bạch bạch đập bạch đấy nữa, tào lao hết sức luôn. Biết sao nữa. Tôi nói quý vị, thằng Long Tứ với chim sâu à, mà nó lâu không nói cái bà bàn thờ thần tài thổ địa mà để con Út Lợn nó phải qua nó chà nó lớp đấy, thì bà con thấy cái bọn đây à, nó ăn dơ ở dế cỡ nào. Cái không gian sống của nó mà cái nó không có quan tâm, không gian sống của nó mà nó tránh xem ra chi à, mà phải để cho con Út Lợn phải nhúng tay vô làm những cái trò này. Nó thật sự với con, tôi thấy là xã hội này đó có một mình con Út Lợn là nó đang rảnh nhất, một mình con Út Lợn là tôi thấy đang rảnh, cái mâm nào cũng nó xía vô được, từ bàn thờ ông địa mà mày ở đâu đó mày cũng lết vô, mày lâu cho Long Tứ thì thâu thâu mày dọn qua mày ở chung đó cha nó đi cho rầu cho nó tiện bờ chăm sóc đúng không, thì đường nào cũng mẹ mẹ con thì mày ở đó chắc người ta nghĩ mày là mẹ con thật sự chứ người ta chẳng nghĩ mày gì đâu. À, thâu dọn qua đây ở luôn đây, cái Tết này gọi là Tết sum vầy đi à, ăn Tết chứ là con dâu với là ăn Tết với thằng rể con gái của mình, thật sự con tôi nghĩ là nó hay hơn đó. Đấy. Mày đi làm YouTube á, mà mày làm ba dơ lắm, mày quay những thức phim mà xàm xí không à. Đã đưa lên hết cảnh này đến cảnh khác mà đưa lên toàn những cảnh mà để cho cộng đồng mạng họ nhìn vô họ chữ, bà con xem mấy comment đi. Người ta nói thật sự người ta chữ nó như một con dòi đó vậy mà nó vẫn quay, nó vẫn lên mới gọi là nó PR à, nó vẫn lên để mà kêu gọi tiền của mạnh thường quân, tàu lao dễ sợ không, tiền của chim sâu còn nha quý vị. Mạnh thường quân nào mà gửi tiền cho chim sâu trong cái kèo này coi thúi kèo luôn đó, bọn nó đang bí tiền rồi à, quay rồi gửi tiền giờ đã chia nhau tiêu Tết chứ tiền ở đâu mà tiêu. Đấy, quay rồi gửi tiền về để cùng nhau mà ăn chia ở trong cái phi vụ này để mà xài Tết thôi à, để ý ngang bộ răng chim sâu đến bây giờ Út Lợn đang nợ đấy, ngày xưa đấy cũng hô hào để chở chim sâu đi khám răng khám đồ, bà con thấy đi, tôi lên tôi chữ riết đó rồi bắt đầu là cũng chở chim sâu đi bể được ba cái, bây giờ tôi chữ riết xem thử khi nào chở chim sâu đi trồng à, rồi bắt đầu bây giờ tiếp tục là chim sâu bị bệnh đó à, cũng là cái chiêu bài cũ thôi, dùng cái bài cũ mà để mà đi gọi lường gạt mạnh thường quân mới đó, cho nó tránh có cái chi mà nó cao siêu cả đấy. Mà cái bài này tôi đối với con Út Lợn nó dùng cái thời điểm bây giờ đó cũng có hiệu quả đấy à, cũng có hiệu quả đấy, có nhiều người giai đoạn cuối năm là họ cũng muốn là để làm từ thiện đó quý vị, họ cũng muốn là dùng cái phần mà tích lũy của họ trong vòng một năm họ trích ra khoảng bao nhiêu phần trăm đó để họ đi giúp những hoàn cảnh, để đi giúp những bà con mà khó khăn à, hoặc là lên nền tảng YouTube thấy người nào đó mà khổ khổ thì họ giúp à, gọi là chia sẻ à, người chúc đó à. À, cuối cùng đây là một trong những cái giai đoạn mà Út Lợn nó đánh vô cái tâm lý, đánh vô tâm lý của những bà con phương xa đó giai đoạn cuối năm à, để mà lên chài mồi, đây là một trong những chài mồi trắng trợn cho chim sâu. Tôi nói quý bà con nó nhảy mà như ngựa phi đấy, mà cái bảo rằng chim sâu đang bị đau lưng à, tôi nói đúng là con nào mẹ nào con nấy, con Út Lợn thì nó cũng bảo nó gãy cột sống mà nó chạy xe như là con ngựa hoang, nó chạy cật kịch qua ổ gà lũng chó vậy, nó chạy chạy ráo trơn ráo trọi à. Còn chim sâu bây giờ nó bảo rằng chim sâu cũng bị đau lưng bữa trước đau chân bây giờ đau lưng à, mà chim sâu nó nhảy từ ghế này qua ghế kia chỉ trong vòng cả 2 giây à, mà bảo rằng con người ta đau lưng. Tôi nói bà con đau lưng một cái nha, đang ngồi để mà mình đứng lên một cái là nó đau tới ông nậu luôn, đau tới ông nậu tới cha luôn à, phải là đứng lên rồi xoa xoa cái lưng chút à, rồi cũng được đôi 3 phút rồi nó mới ổn định rồi lại rồi mới đi. Đằng này đau lưng cái chi mà nó trời ơi mẹ đang quay phim mà con chạy đi đâu à, bắt đầu là chim sâu nó phóng từ cái này qua cái kia nó giác cái mặt nó lên đó à, rồi quay phim cũng nói à, bắt đầu nói bây giờ chim sâu đang bị đau lưng, mấy bữa trước đau chân giờ đau lưng, rồi chim sâu nó mới là
đưa vô cái lưng nó gõ bạch 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 đó. Cái nhiều lúc nó gõ chứ niệm cũng là thật sự ai biết, do nó quay cái tầm trên, nó quay tầm trên. Cho những cái tôi đưa lên tôi để chứng minh tất cả các bà con những chi tiết mà Út Lợn nó dạy, nó không có hiểu được thế nào là người bệnh mà thế nào là thước phim diễn. Thâu giả sử bữa sau tao nói mà này, chim sâu nó phải chấm gậy đi, chim sâu phải cầm cây gậy mà chấm đi từng bước vậy, nó mới là đau lưng, nó mới là đau thần kinh tọa.